chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm qua, ngày 22 tháng 9, huyện Phong Thổ long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm chia tách huyện, 22 tháng 9 năm 2002, 22 tháng 9 năm 2022. Ngày 22 tháng 9 năm 2002, Đảng bộ huyện tổ chức lễ ra mắt Ban chấp hành lâm thời, Ủy ban nhân dân lâm thời tại địa điểm mới và đi vào hoạt động. Sau nhiều lần thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Phong Thổ hiện nay có diện tích tự nhiên trên 102.924 ha, gồm 17 xã thị trấn, trong đó có 12 xã biên giới, 171 bản, 15.583 hộ, dân số 8,3 vạn người với 9 dân tộc anh em cùng sinh sống. Chặng đường 20 năm phát triển của huyện Phong Thổ với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhưng cùng chung một mục tiêu khát vọng, đó là xây dựng huyện Phong Thổ phát triển về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, nhân dân các dân tộc có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đến nay, kinh tế xã hội huyện Phong Thổ phát triển ổn định và tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 136 lần so với năm 2002. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một năm, tăng 35 lần so với năm 2002. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng và phát triển toàn diện. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập huyện Phong Thổ, đồng chí Giàng Bá Mỉ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ đạt được trong 20 năm qua. Phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục đoàn kết hơn nữa, quyết tâm cao nữa để biến khó khăn thành động lực, biến khát vọng thành niềm tin, biến đoàn kết thành sức mạnh thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng huyện Phong Thổ từng bước phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2025 ra khỏi huyện nghèo. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa tổ chức hội nghị trực tuyến về việc kiểm tra tiến độ triển khai dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc gồm Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Úc tài trợ. Đoạn trên địa bàn tỉnh Lai Châu có chiều dài 83 km, tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi và được chia thành 5 gói thầu xây lắp gồm số 4, số 5, số 6, số 7 và số 8. Đi qua địa phận thành phố Lai Châu và ba huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên. Hiện tại đã phát lệnh khởi công được một gói thầu xây lắp số 08 tháng 12 năm 2021. Hai gói thầu đã ký hợp đồng đang chuẩn bị phát lệnh khởi công là gói thầu xây lắp số 5 và gói thầu xây lắp số 6. Và hai gói thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gồm gói thầu xây lắp số 4 và gói thầu xây lắp số 7. Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm sớm phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án, quan tâm xem xét bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án để tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện. Trước mắt, đề nghị ưu tiên xem xét bố trí ứng trước kinh phí giải phóng mặt bằng cho gói thầu xây lắp số 06, xây lắp số 08 để thực hiện trong năm 2022 với tổng số tiền khoảng 71 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải xác định nhiệm vụ của Bộ Giao thông Vận tải trong thời gian tới là cần nhanh chóng điều chỉnh vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng gói thầu, tổ chức triển khai công tác đấu thầu để chọn nhà thầu, khẩn trương làm việc với Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, phân công rõ trách nhiệm của cán bộ Bộ Giao thông Vận tải trong việc phụ trách các địa phương từ thực hiện giải phóng mặt bằng cho đến giai đoạn thi công. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Lai Châu sáng ngày hôm qua cũng đã tổ chức lễ khai trương điểm giao dịch ngân hàng tự động Autobank CDM. Hướng tới mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, Agribank đã chú trọng nghiên cứu phát triển các sản phẩm trên nền tảng công nghệ và ngân hàng tự động Autobank với những ATM đa chức năng thế hệ mới gọi là CDM. Ngoài các tính năng cơ bản của một ATM thông thường, CDM còn có những tính năng khác biệt vượt trội. Khách hàng có thể gửi tiền và mở tài khoản tiền gửi trực tuyến nhanh chóng mà không phải đến quầy giao dịch, không phải chờ đợi như giao dịch tại quầy. Khách hàng có thể chủ động trong việc gửi hoặc rút tiền từ tài khoản để hưởng mức lãi suất cao hơn tiền gửi không kỳ hạn. Đây là CDM đầu tiên trong hệ thống các điểm giao dịch ATM trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu. CDM có khả năng nhận biết tiền giả khi nạp tiền vào tài khoản cá nhân. Điểm nổi bật của CDM Autobank là mô hình ngân hàng 100% tự động, hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.
Tiếp tục chương trình công tác hôm qua, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiến hành kiểm tra giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại xã Xì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ. Theo báo cáo của xã Xì Lờ Lầu, hiện nay trên địa bàn xã có 26 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Những năm qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Tại buổi làm việc với xã, thông qua việc kiểm tra báo cáo, các giấy tờ thủ tục liên quan đến đoàn giám sát đã phát hiện nhiều tồn tại hạn chế trong vấn đề quản lý kiểm tra an toàn thực phẩm, như việc thành lập ban chỉ đạo cấp xã còn chưa thống nhất về tên của ban chỉ đạo, việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo chưa rõ ràng, công tác tuyên truyền của xã còn hạn chế, việc tổ chức ký kết đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đầy đủ, một số cơ sở chưa thực hiện việc công bố sản phẩm. Xã cũng chưa nắm và thực hiện công văn số 845 của tỉnh về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức các bữa ăn tập thể đông người. Để giúp xã khắc phục các khuyết điểm trong thời gian tới, đoàn giám sát đã hướng dẫn việc kiện toàn ban chỉ đạo cấp xã, các thủ tục hồ sơ cho các thành viên ban chỉ đạo của xã về công tác quản lý an toàn thực phẩm, các thủ tục cần thiết cho các cơ sở kinh doanh buôn bán, sản xuất trên địa bàn, đăng ký an toàn thực phẩm. Việc tổ chức tuyên truyền kiểm tra cũng như hướng dẫn cơ sở trong việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục kinh doanh, sản xuất thực phẩm để từ đó nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên địa bàn xã về đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 3522 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke trên địa bàn, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được quy định tại Nghị định số 54/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Chủ động tiến hành thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, chuyên ngành về hoạt động karaoke, vũ trường và phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Thưa quý vị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày vừa qua, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Mường Tè đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa để triển khai sản xuất cây vụ đông, đảm bảo đúng lịch thời vụ. Theo đánh giá của bà con nông dân cũng như các đơn vị chuyên môn, thì năng suất sản lượng lúa mùa của huyện năm nay đạt tương đối cao. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay toàn huyện Mường Tè gieo cấy trên 1.600 ha, với cơ cấu giống lúa lai chiếm gần 30%, gồm các giống như CP6, Thiên Ưu 8, còn lại là giống lúa thuần của địa phương. Để đảm bảo năng suất sản lượng cao, cùng với chỉ đạo việc huy động vật tư phân bón, huyện cũng đang chỉ đạo bà con nông dân tích cực chăm sóc và bảo vệ lúa. Do sản xuất trong điều kiện thời tiết thuận lợi, cùng với sự chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh của bà con nông dân, nên toàn bộ diện tích lúa đều sinh trưởng phát triển tốt, chín đồng đều, cho năng suất sản lượng tương đối cao. Đến thời điểm này, bà con trong toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 40% diện tích, năng suất ước đạt khoảng 49-50 tạ một hecta. Năng suất thì năm nay phải nói là được đánh giá rất cao, là hầu hết là các giống lúa thuần chất lượng cao được đưa vào sản xuất, sản lượng là trên 2.000 tấn. Do vậy là vấn đề về cái cơ cấu giống cũng đã từng bước được chuyển đổi. Vụ mùa năm nay, gia đình ông Lý Văn Dũng, bản Bắc Bạ, xã Vàng San, gieo cấy trên 3.000 mét vuông lúa, chủ yếu là các loại giống lúa lai, do chủ động chăm sóc, bảo vệ theo đúng hướng dẫn, chỉ dẫn của cán bộ nông nghiệp, đặc biệt là việc điều tiết nước hợp lý, cũng như tích cực chăm sóc bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên năng suất lúa của gia đình ông năm nay cũng đạt tương đối cao. Năng suất lúa thì tùy theo loại giống năng suất cao, nếu là Thiên Ưu 79 thì được năng suất cao, là trên một sào là được 7 tạ dưới một sào. Vâng, gia đình là cũng sắp thu hoạch xong rồi, hôm nay là ngày cuối cùng là chuẩn bị thu hoạch xong rồi. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn huyện Mường Tè, vụ mùa năm nay năng suất sản lượng lúa của bà con nông dân đạt tương đối cao. Đối với diện tích còn lại, hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cũng đang chỉ đạo bà con lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó để tiến hành làm đất kịp khung thời vụ cho việc gieo trồng các loại cây màu vụ đông. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 9, người dân ở các xã thị trấn sẽ cơ bản thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa mùa. Năm nay, huyện Tam Đường được giao chỉ tiêu trồng 100 ha rừng.
Đến hết tháng 8, toàn huyện đã trồng được trên 198 ha, đạt 198% kế hoạch, trong đó trồng rừng từ nguồn vốn nhà nước 80,24 ha, nhân dân tự đầu tư liên kết 118,34 ha. Để hoàn thành sớm công tác trồng rừng, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện phối hợp với các xã thị trấn, hoàn thành sớm việc thiết kế, kiểm tra và nắm bắt nhu cầu của người dân, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng quỹ đất trống, cũng như tổ chức phát dọn thực bì và làm đất sớm, đồng thời ký cam kết bảo đảm với đơn vị cung ứng giống để đảm bảo thực hiện trồng rừng. Với những giải pháp đề ra, Tam Đường đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022. Theo tổng hợp từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính từ đầu năm đến nay, thông qua hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 6.700 lao động, đạt gần 84% kế hoạch. Trong đó, thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm trên 2.800 lao động, thông qua đào tạo nghề 278 người, thông qua các dự án nông lâm ngư nghiệp giải quyết việc làm cho 126 lao động, tuyển dụng vào các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trên 2.860 lao động. Thông qua công tác xuất khẩu lao động 167 người, người lao động tự tạo việc làm mới tại địa phương là 347 lao động. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm, chương trình, kế hoạch, đề án cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, hợp tác giữa doanh nghiệp và người lao động, nâng cao năng lực tạo nguồn lao động, tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động ở các nước có thu nhập cao, an toàn. Thực hiện đề án nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các nhà trường và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định với nhiều hình thức và hoạt động thiết thực. Ngoài ra, việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị liên quan trong việc giáo dục hiểu biết, ý thức chấp hành luật cho học sinh sinh viên được đẩy mạnh với nhiều hoạt động cụ thể gần gũi với học sinh sinh viên. Bên cạnh đó, để đảm bảo nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, ngành giáo dục đã chủ động tổ chức và rà soát đánh giá nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình đào tạo, sách giáo khoa, môn giáo dục công dân, tài liệu môn học pháp luật và giáo án đúng với các quy định của pháp luật, tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, giảng viên trong nhà trường, cán bộ quản lý giáo dục. Để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong đời sống đồng bào các dân tộc, thời gian qua, huyện Than Uyên đã nỗ lực tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân, trong đó có vùng đồng bào dân tộc Mông, để triển khai hiệu quả. Huyện cũng đã thành lập các ban vận động thực hiện nếp sống văn hóa mới, qua đó tạo sức mạnh đoàn kết, đồng bào dân tộc Mông thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Phóng sự sau đây sẽ thể hiện nội dung, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản Hủy Hầm, xã Mường Cang, từ khi được tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn hóa mới, người dân trong bản đã từng bước loại bỏ các hủ tục, các trường hợp ốm đều đến trạm y tế để khám chữa bệnh. Gia đình đều cho con em đến trường học đầy đủ. Và cũng mới đây, tại bản cũng đã ra mắt ban vận động thực hiện nếp sống văn hóa mới với 12 thành viên. Hiện cái nếp sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông chúng tôi đến từ thời điểm ký cam kết đến giờ hiện tại là chúng tôi đã bài trừ được những thủ tục lạc hậu như là lễ tam, chúng tôi không mổ trâu bò nhiều và chúng tôi cũng cho vào quan tài để cho cũng là hợp vệ sinh. Và về cái môi trường thì chúng tôi vẫn luôn là cùng đồng bào dân tộc Mông và trong bản thực hiện cái dọn vệ sinh hàng tháng, hàng tuần để thực hiện cho cái bản làng cho nó xanh sạch đẹp. Và bản chúng tôi cũng luôn vận động và thực hiện được một số cặp đôi như không tảo hôn. Huyện Than Uyên hiện có 21 bản có đồng bào dân tộc Mông sinh sống thuộc các xã Tà Mung, Phúc Than, Phà Mù, Tà Hừa, Tà Gia, Khoen On, Mường Than và Mường Cang. Tương đương với đó, có 8 ban vận động thực hiện nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào Mông tại 8 xã với tổng số 168 thành viên. Có một ban vận động câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc Mông, huyện Than Uyên với 17 thành viên. Các ban vận động đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi đánh giá kết quả thực hiện và đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả, bảo tồn, khôi phục, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, đồng thời cải tạo các hủ tục trong việc cưới, việc tang.
Bên cạnh đó, các ban vận động cũng đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc Mông về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa mới, từ đó tự giác xóa bỏ những tập tục lạc hậu. Qua đó đã góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Có thể nói rằng là đến thời điểm này thì 8 trên 8 xã có đồng bào Mông sinh sống ở trên địa bàn huyện Than Uyên thì đã bước đầu thành lập và ra mắt được cái ban vận động thực hiện nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông. Trong thời gian tới thì đối với phòng văn hóa, trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban dân huyện sẽ hướng dẫn các xã và đặc biệt là các ban vận động về cái việc là bàn và hoàn thiện để ban hành cái quy chế hoạt động cũng như là các cái nội dung hoạt động của ban vận động để làm sao trong cái thời gian tới là đối với nét đẹp của văn hóa dân tộc Mông ngày một phát triển hơn để sánh kịp với các cái dân tộc khác. Có thể thấy việc triển khai thực hiện nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông ở Than Uyên không chỉ góp phần thay đổi cuộc sống, nhận thức của người dân nơi đây, mà qua phong trào, những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông vẫn được giữ gìn và phát huy. Vừa qua, tuyến đường hướng tới các hộ dân sinh sống nhỏ lẻ ở bản Nong Luống, xã Bình Lưu, huyện Tam Đường đã được đầu tư lắp đặt đường điện chiếu sáng. Đường điện được thắp sáng nhận được sự phấn khởi lớn của bà con. Bởi từ nay, việc đi lại trên tuyến đường nội bản vào buổi tối sẽ thuận lợi hơn, an toàn hơn. Đây là công trình thanh niên đường điện sáng nông thôn do huyện đoàn là lực lượng nòng cốt triển khai xây dựng. Ông Vàng Văn Chủ, bí thư chi bộ bản Nong Luống chia sẻ, lâu nay do đường xá tối om nên bà con rất hạn chế đi lại vào buổi tối. Có việc ra đường hoặc thậm chí đi từ nhà này sang nhà khác đều phải mang theo đèn pin. Nay được đoàn thanh niên huyện và xã quan tâm lắp đặt hệ thống bóng điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời, bà con trong bản rất mừng, việc đi lại sẽ được thuận lợi hơn, an toàn hơn vào buổi tối. Đi học đi hành cũng rất là khó khăn và là đến cái buổi tối là đi lại cũng rất khó khăn. Mà bây giờ là huyện, đoàn là cho cái ánh sáng, cái đường điện chiếu sáng này là sau này các cháu đi lại rất là tiện, thuận tiện và thuận lợi hơn cho từ các cháu và cho cả làng. Bản Nong Luống có 25 hộ dân sinh sống, 100% là đồng bào dân tộc Thái, với hầu hết là hộ nghèo và cận nghèo. Các hộ dân sinh sống rải rác, đường nội bản dù đã được đầu tư bê tông nhưng lại nhỏ hẹp. Có những đoạn chiều rộng mặt đường chưa đến 1 mét, lại nhiều khúc cua, góc khuất. Trước đây vào buổi tối, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là những hôm trời mưa, nên bà con có việc về khuya luôn lo lắng bởi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bởi thế mà ngay khi vừa được đầu tư lắp đặt đường điện chiếu sáng, bà con trong bản đều đã hào hứng và có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công trách nhiệm để bảo vệ, quản lý, vận hành hệ thống đèn đường. Thì bên huyện đoàn và bên sáng rất quan tâm, thay mặt bản Nong Luống thì cũng rất cảm ơn. Và cứ các nhóm hộ cứ đường điện thắp sáng thì chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với toàn thể bà con để đập cứ tổ nhóm hộ bảo quản, như nhóm hộ gần đây thì bảo quản 2-3 cột gần đây sẽ họp lại dân và ký cam kết để bảo vệ cho nó bảo đảm để không để giữ cái đường điện thắp sáng mãi mãi về tương lai sau này. Thực hiện công trình thanh niên đường điện thắp sáng nông thôn ở bản Nong Luống, xã Bình Lư, huyện Tam Đường đã lắp 15 bóng đèn với tổng kinh phí trên 20 triệu đồng. Theo đó, việc thực hiện công trình và đưa vào hoạt động cũng được kỳ vọng là sẽ góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở bản. Các hoạt động văn hóa tinh thần, việc sinh hoạt, đi lại của bà con được thuận lợi, để từ đó góp phần phát triển và xây dựng nông thôn mới. Ở bản Nong Luống thì là một bản mới được chia tách thành lập cách đây khoảng hơn chục năm, được chia tách từ 2 bản Nà Đon và Nà San của xã Bình Lư và thành lập mới bản Nong Luống. Đối với điều kiện tự nhiên của bản Nong Luống thì về diện tích đất đai thì cũng không được màu mỡ và đời sống nhân dân thì cũng cơ bản 100% là các hộ gia đình là hộ nghèo và cận nghèo. Thì từ cái nội dung khó khăn như trên thì thực hiện chương trình đường điện sáng nông thôn thì Ban Thường vụ huyện đoàn cũng đã phối hợp với Đảng ủy cũng như là chỉ đạo đoàn xã Bình Lư và phối hợp với cái bản để hỗ trợ xây dựng đường điện.
cho bản nông luống để đời sống nhân dân có một bước cải thiện, đặc biệt là khắc phục được khó khăn trong việc đi lại vào buổi tối, và quan trọng hơn nữa là để giảm thiểu cái vấn đề an ninh trật tự và đảm bảo nhân dân an tâm canh tác và sinh sống. Có thể thấy, công trình thanh niên đường điện thắp sáng nông thôn của huyện đoàn Tam Đường là một phần việc cụ thể, ý nghĩa, thiết thực, đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, bản non luống nghèo khó. Đồng thời, cũng đã tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc. Chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.